chia sẻ với mọi người một cái bài hát mà khi chúng ta sống quãng đời sinh viên rất là thích cái bài này. Đây là bài Bạn Tôi. Kỳ lạ, con gà kia cứ mỗi lần mình đánh đàn là lại gáy, mình không đánh thì nó lại lại im. Như thế này. Thì cái bài Bạn Tôi này ca sĩ Quang Linh trình bày rất thành công. Mình thì không phải Quang Linh cho nên là mình chưa hát được. Mình đánh đàn được hơi đệm được thôi. Ai hát được hát thì mình chỉ dạo qua một đoạn thôi, còn đâu mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái lốt giai điệu nữa. Trên hợp âm Việt thì người ta sẽ để là điệu số rốc, nhưng mà mình thì mình thấy số rốc không hợp, mình lật sang cái sheet thì người ta để 44 thì mình móc vậy slow ha, điệu slow soft, còn 44 như mình móc thì có thể gọi slow soft hoặc là ballad tùy mọi người thôi. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ về các cái lốt của nó để chúng ta tự tập. Mọi người có thể lật cái sheet ra nhìn. Mình thì mình cũng đang phải nhìn cái sheet kìa, chứ mình chưa thuộc cái bài này mà. Thì đầu câu đầu tiên nhá. Bạn tôi sáng. Đó, nó hay ở chỗ này. Bạn tôi sáng. Đó, thì cái chữ sáng mọi người có thể đánh nốt son thôi cũng được, hoặc là luyến nhấp nó cái. Bạn tôi là mi son re mi la. À, hoặc là la mi la re, la mi la re mi la. Lặp lại. Son 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 la. Đó, là
làm tiếp thị. Đứa nào đô, trong kia để lốt đô. Thăng thăng đi dài đêm, là đô. Đứa làm tiếp thì thị nha. Đó thì nó là mi 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 re si, hoặc là mi mi si re si nha, tùy mọi người nha. Nhưng mà mình thì cứ chơi đơn giản thôi. Thăng nam quan cơm, mi mi re si, được chưa? Si si na, câu này tối về một quán mì tôm nha. Thì những cái lốt này mình sẽ ghi lại lên màn hình để mọi người có thể chép lại để tập nhé. Mình không soạn được cái quạt cho mọi người, mới cả chưa có tài khoản để úp lên media file để cho mọi người download. Thôi mọi người chịu khó cứ dừng cái màn hình lại, chép hết xong xuôi đi rồi thì nghe lại cũng được, không nghe cũng được, để rồi chúng ta cứ thế nhìn vào đấy chúng ta tập luyện nhé. Tới câu gì nhỉ? Một gói mì tôm rồi đó. Tối về. Đó. Nó có cái lốt mi re đô. Thì các bạn chọn nốt nào thấy phù hợp thì chọn nhé. Chứ ngày tháng xa nhà trong kia nó có ba cái lốt lên tư rồi một lốt lên đôi, nó rất là khó, chúng ta chưa đủ trình độ để đánh cái đấy đâu, thì chúng ta đơn giản thôi. Chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà, chuyện buồn vui ngày tháng. Lốt mi nhá, mình nhìn nhầm. Mi mi son mi na son mi. Tiếp theo. Tôi về dòng bắn chung đang chia từng điều tuông, tôi về giọng Bắc Trung Nam này. Tôi về đó. Nam mi mi re si 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 la si do si mi si la.
nghe nó êm tai hơn đúng không? Miền Tây nước nôn nôn mì thấy chưa? Đứng này, đứng này, đứng này. Chơi nha. La do re mi, mi la do re mi, mi si re mi, mi si re mi, miền trung lũ lụt la fa la fa. Suốt đêm không ngủ. Này câu suốt đêm không ngủ nha. Kia nó có bốn nốt đồ mi so la. Suốt đêm không ngủ. Suốt đêm không ngủ. Đấy nha, la na của pha thăng mi đô. Rồi câu tiếp theo nha, suốt đêm không ngủ nha. Chúng tôi vào đại học na pha thăng mi re. Ta tiếp tục nha. Nay là đến chúng tôi vào đại học đúng không? La fa re la la. Kỳ lạ bên gà nha, cứ mỗi lần mình cầm cái đàn nó gáy. La fa re la la. La do re mi. Đó. Chúng tôi vào đại học niềm vui chưa dứt. La do re mi. Bao lỗi lỗi âu lo bao. Đánh thế cho đơn giản nha. Si re si si nắng mê. Nắng mê gầy hơn trước. Mi la la do mi. Được chưa? Tiếp theo. Tóc ba thêm sợi bạc. Mi re si mi mi. Rồi nha. Tóc ba thêm sợi bạc. Chiều nay
tiếp tục. La do re mi, la do re mi, la do re mi. Không được nha. Con chưa về. Chắc vẫn vấp một vài chỗ, tại mình nhìn vào kia mình đi ha. Tiếp nha, mình cứ thế thôi, mình tập luyện là mình đánh đi đánh lại cả trăm lần đó. Các bạn có thể mở beat karaoke lên để tập theo, đúng không? Nhưng mà cái đấy thì nó cũng hơi khó đấy, chúng ta tập thuộc đã xong thì chúng ta mới ghép vào beat được. Thank you.
cứ thế tập luyện thôi nha. Có thể ghi chép lại hoặc là thôi không cần ghi thì bạn nào có khả năng nhìn lên cái sheet thì cứ mở sheet ra nhìn theo thôi nha. Hôm nay mình chia sẻ vậy thôi, anh em nào thấy có ích thì cứ like cho mình cái nhé, còn không thì